Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Mai Nguyên sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc loa di động cao cấp của hãng Harman Kardon. Đây là hộp của sản phẩm. Hình ảnh và thông tin của Harman Kardon Onyx Studio đều được in ở phía trước hộp. Như các bạn đã thấy thì đây là chiếc loa di động được kết nối thông qua Bluetooth. Do đó các bạn có thể kết nối với bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ Bluetooth khá là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ khui hộp để cho các bạn xem chiếc loa của chúng ta và phụ kiện ở bên trong. Đây chiếc loa Harman Kardon Onyx Studio, rất là đẹp và sang trọng. Kèm theo đó là bộ phụ kiện gồm tài liệu hướng dẫn nhanh, adapter và dây cáp sạc. Chúng ta hãy cùng khám phá kết cấu của chiếc loa độc đáo này. Đây là mặt trước của loa với một lớp lưới bảo vệ hệ thống loa ở phía bên trong. Logo Harman Kardon được đính nổi ở lên trên bề mặt lưới. Các bạn có thể tháo nó ra như thế này để xem hệ thống loa ở bên trong và vệ sinh được 4 driver chính của loa. Chiếc loa Harman Kardon Onyx Studio của chúng ta có tổng công suất là 60W với 2 loa subwoofer và 2 loa jitter. Tần số đáp ứng của loa là từ 60Hz cho đến 20kHz. Các bạn có thể thấy viền xung quanh làm bằng chất liệu cao su. Dọc theo đường viền này là các nút bấm được kết hợp với đèn LED trong chiếc loa hiện đại và sang trọng hơn. Đây là nút nguồn. Nút điều chỉnh âm lượng và Bluetooth. Phía sau loa được làm bằng nhựa, ở đây có một cái gờ để cho các bạn có thể xách đi đâu tùy ý. Còn đây là hệ thống âm bass của loa được đánh lên trên một tấm nhôm tản nhiệt thụ động. Do đó các bạn có thể cảm thụ âm thanh khá tốt thông qua hệ thống 4 loa ở phía trước và âm bass trầm ấm mạnh mẽ ở phía sau loa. Phía dưới đây là cổng kết nối nguồn để cho chúng ta có thể sạc cho thiết bị. Với dung lượng pin được tích hợp ở bên trong, có khả năng phát nhạc lên đến 5 tiếng liên tục. Các bạn có thể tự do đem Harman Kardon Onyx Studio đến bất kỳ đâu để chia sẻ âm nhạc của mình. Bên cạnh là cổng micro USB với chức năng update firmware cho loa. Harman Kardon Onyx Studio có chân đế bằng nhôm, xi mạ chrome sáng loáng, với lớp đệm cao su giúp loa cố định khi chúng ta chơi những bài nhạc có âm bass mạnh mẽ. Như mình đã nói đầu video, khi nói đến kết nối không dây thông qua Bluetooth của Onyx Studio thì cách kết nối khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần bật nguồn và Bluetooth ở trên loa, sau đó vào thiết bị của mình bật Bluetooth rồi tìm chiếc loa Onyx Studio của chúng ta và cả hai đã kết nối với nhau. Bây giờ các bạn chỉ cần bật nhạc là có thể cảm nhận được âm thanh tuyệt vời của Harman Kardon Onyx Studio. Chiếc loa Harman Kardon Onyx Studio có thiết kế hiện đại với màu đen mạnh mẽ là chủ đạo, tuy đơn giản nhưng rất tinh tế. Ngoài việc đem loa đi đến những bữa tiệc picnic hay là du lịch, Harman Kardon Onyx Studio cũng có thể đóng vai trò là một vật trang trí nội thất trong căn nhà của bạn. Âm thanh mạnh mẽ cùng thiết kế đẹp sang trọng, Onyx Studio sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm âm thanh thú vị hơn bao giờ hết. Thì sản phẩm đang có hàng tại các hệ thống cửa hàng của Mai Nguyên. Các bạn có thể đến để thưởng thức trực tiếp âm thanh của Harman Kardon Onyx Studio. Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, các bạn hãy truy cập website mainguyen.vn. Xin cảm ơn các bạn.